Rồi hôm nay dắt anh em đi coi cái mô hình nuôi cá kèo của anh Vũ này ha. Đây. Xíu nữa cho anh em coi. Cá này lúc này cá bự mà không có giá. Đây, đây là điểm nuôi cá kèo. Anh em thấy cá kèo ụp nhau cái chân nữa không? Đây lưới vào lại nè. Cá ở đó nó nổi lia chia ra ngoài đó à. Ao cá này khoảng khoảng 5 tấn nhưng mà hiện nay là cá nó không có giá. Cá này cá bự bự không nè, bữa nay cá này có 40 con ký. Cá ụp nhói cho nó thấy không? Rồi, sáng quá chói quá hình như cho ăn không rồi thấy. Chút xíu nữa lấy thức ăn cho anh em coi. Đây. Đây là mình có ba ao, đây ao bên kia một ao nữa, ốc nhỏ chân nè, đó gọi đó thấy không, trên kia một ao nữa, đó vòng vòng nó bu lại đó, đó. Đó là cỡ 1.200 vậy. Tám 2.000 cái đó. Nó có bờ dài ha. dài 1.800. Không còn miếng thức ăn đâu chân luôn hả? Đấy luôn rồi. Ồ. Mà mới cho ăn rồi cũng không lên. Cho ăn thêm nữa lên. Đây. Đó nó lội ra đó, đó đó. Mới cho ăn quá, mới cho ăn nên nó không có bu. Bình thường nếu mà cho ăn cho trẻ chút á nó bu lắm, nó lội rồi. Nó coi nè, ngâm ở chân nè, ngâm ở chân đó này, đó nó vô đó. Đó hình như nó nhát ha, cho ăn cũng được, cho ăn cũng được. Ở trên kia đâu còn hả? Chưa. Mực nước này cái âm thấy còn hơi sâu vậy. Sâu, mưa đâu có mưa. Này nó cỡ cầu Ngoài cỡ nước. thước nước. Thước ngoài, thước rưỡi nước. Cá bự cái chân này. Con đứa cái trong cũng còn nga cũng cỡ 4 tấn à. Đất con rồi. Ừ. Đất đủ mấy cái đó 2 năm rồi. Cá nó lâu dữ lắm rồi. 2 năm rồi. Cá nó cũng không không trên lệch với thằng Đất Bạch nó nhiêu ngang à. lắm rồi, đất nuôi công nghiệp thôi. Phải có miếng ăn dục cho nó vô đây được, đẹp quá trời. Bên kia là sạch luôn hả? Còn chưa bắt cá đấy. Một cái đói, cái đáy nó mới bự bự không đó. Đây cho anh em coi cái ao có kèo tiếp theo đó, không giờ đi qua đây đó, thấy vậy ngâm bây giờ phải không đó, đó thấy gì chưa, thấy gì chưa, ngâm bây giờ này mà cá thì cá nhiều. Cao là chắc cỡ 4 tấn. Cá nhiều mà có một cái là hiện nay tình hình dịch này nó không có giá. Anh em nào muốn ăn cá kèo hoặc là muốn kinh doanh mua bán thì cứ liên hệ số điện thoại. Đây cái ao này cỡ 1.000 mét vuông. Mấy cá nhầm ở trên này.
đó nè, vậy nè, cái này như vậy chứ không có giá. Rồi dầm dầm cho anh em coi. Đây. Thấy không? Nhìn nó lội nào. Nè, cái đồ u hết trơn nè, thấy không? Cái trang gì mà u luôn à. Cá cái cá bự bự không, không cá này là tầm cỡ 40 con một ký, giá trên thị trường hiện nay chỉ có 70 ngàn thôi mà người dân lên sẽ lỗ. Này nhờ anh em mình ai có thú nhu cầu kinh doanh về mặt hàng cá thì cứ liên hệ đến số điện thoại, tôi sẽ để số điện thoại ở trên, anh em mình cứ liên hệ. Sao hỏi cậu? Quá trời cá, nhìn thấy mê không? Cá này mới cho ăn xong nó lên ít nè, nếu mà cho ăn đúng giờ cho ăn nó lên dữ nữa. Quậy đó, thấy gì chưa, đó tới giờ nó lên rồi đó, đó gần hết chân nè, đó đó không. Thấy gì chưa?